Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của Anycar Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ không giới thiệu xe nữa mà tôi sẽ đi mua xe. Là bởi vì ngay sáng sớm nay đã có một anh bạn tôi ở quê đã rất tin tưởng tôi và tin tưởng Anycar. Đây đã chuyển khoản 350 triệu và nhờ tôi đi tìm cho anh một chiếc i10. 350 triệu chúng ta sẽ mua được chiếc i10 nào tại Anycar ở thời điểm bây giờ? Mời quý vị và các bạn cùng đi với tôi một vòng để xem. Xin mời quý vị và các bạn. Và ngay bên cạnh tôi đây tôi thấy có một chiếc Hyundai i10 sedan đời 2018, biển số Hồ Chí Minh, đăng ký lần đầu tháng 7 2018. Đây là số tự động bản đủ và đã chạy khoảng 3,5 vạn. Giá đang đề xuất là 355 triệu, khá là hợp lý, cũng vừa tầm tiền. Và đặc biệt là i10 sedan là chiếc xe duy nhất trong phân khúc A là có dáng sedan, ưu thế về cốp rất là rộng. Rất ok, rất hợp lý. Chúng ta cùng đi xem nào, vì anh ấy thích hatchback hơn một chút. Nào, mời các bạn. À đây rồi các bạn ơi, chúng ta thấy một chiếc hatchback rất mới, rất đẹp. Thông tin con này đời 2018 các bạn ạ. Nếu mà không xem thông tin thì tôi không nghĩ nó 2018 đâu, tôi phải nghĩ nó 2019, 2020 gì đấy. Rất mới, rất đẹp. Đây, con này đang được chào bán với giá 349 triệu. Bản hatchback đời 2018, biển số Hồ Chí Minh. Xe chạy khoảng hơn 2 vạn. Bản đủ các bạn nhé, số tự động bản đủ, màu bạc. Rất đẹp, màu bạc rất là bền màu. Rồi la răng này, la răng còn mới nguyên này. Quá tuyệt vời. Rồi. Đấy, tôi khả năng là chấm con này cho anh rồi đấy. Nhưng mà chúng ta cũng cùng đi xem thêm sẽ còn xe nào nữa không. Nào, mời quý vị và các bạn. Rất nhiều xe. Wow, lại một chiếc i10 hatchback màu bạc các bạn ạ. Như xe mới luôn. Đây, trên mỗi xe tại Anycar chúng tôi đều có một cái file car kit ghi đầy đủ thông tin của xe. Chúng ta sẽ theo dõi. 2020 các bạn ạ, siêu lướt. Mới chạy nhẹ nhàng khoảng 7 vạn, chưa hết roda. Đăng ký lần đầu tháng 11 2020, biển tỉnh. Quá chất, quá ok, khác gì xem mới không? Con này đang được chào bán với giá 379 triệu. Rất hợp lý nhưng mà nó lại hơi vượt tầm tài chính của bạn tôi một chút. Chúng ta có thể cân nhắc đến phương án trả góp. Rồi, cứ nốt đây một con này. Đây, ngay bên cạnh, đỏ rực rỡ luôn. Xuống phố mà đỏ như thế này thì thu hút mọi ánh nhìn. Con này là bản 1.0 đời 2017. Đây, chúng ta cùng xem thông tin các bạn nhé. Con này đã chạy khoảng hơn 5 vạn và giá bán là 339 triệu. Biển Hồ Chí Minh, đăng ký lần đầu tháng 8 2017. Bản 1.0 các bạn nhé. Rất ok, rất đẹp. 1.0 thì tôi cũng đã được trải nghiệm, nếu chúng ta đi khoảng 3 đến 4 người thì nó chạy vẫn rất là ổn, ok, chứ không quá yếu như nhiều người nghĩ. Xe rất là đẹp. Ôi. Chưa một vết xước luôn này. Rất bóng từ đèn pha này. Tản nhiệt này. Đó. Là răng luôn này, là răng quá đẹp luôn. Rồi, ok. Đâu đấy như còn 1-2 chiếc nữa, chúng ta cùng đi xem nốt và trước khi đưa ra quyết định. Nào, mời quý vị và các bạn. Vâng, hiện nay tôi đang đứng trên kho xe tầng 2 của Anycar Long Biên. Và như các bạn thấy, bạt ngàn là xe, rất là nhiều xe, toàn xe đẹp. Và tôi chỉ cần 350 triệu thôi, nhưng xe nào cũng muốn mua các bạn ạ. À đây, ngay bên cạnh đây có một chiếc i10 hatchback này, cũng màu bạc, cũng đời 2018, cũng rất mới. Chúng ta cùng xem. Con này anh chạy khoảng 2 vạn, đâu đó 2 vạn tư, 2 vạn rưỡi gì đó, đang được bán với giá là 348 triệu. Rồi, cũng biển Hồ Chí Minh, một chủ từ đầu. Cũng là hatchback, số tự động bản đủ. Rất hợp lý đấy. Đây, xe trang bị thêm cả cam hành trình luôn này. Cũng tốt, tiết kiệm được một khoản chi phí. Rồi. Con này với con hatchback trước kia là cũng phân vân quá nhỉ. Hai xe cũng tương tự nhau thôi. Kia chúng ta còn một con sedan nữa kia, chúng ta cùng đi xem nốt, mời quý vị và các bạn. Vâng, một chiếc i10 sedan nữa, cũng số tự động bản đủ, nhưng con này là đời 2016. Con này là nhập Ấn các bạn nhé. Đời 2016 là nhập Ấn, xe nhập, rất ok. Biển tỉnh, đây để tôi xem thông tin. Chạy đâu đó khoảng 4 vạn và đang được chào bán với giá 329 triệu. Đây các bạn có thể xem thông tin chi tiết. Đó, đăng ký lần đầu tháng 12 2016, là gần như 17 luôn. Rồi, cũng rất ok, khá là được. Đó, đặc biệt là nhập Ấn các bạn nhé. À đây, tôi thấy một mẫu xe hạng A khác, tiện chúng ta xem luôn. Toyota Wigo cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên đây là chiếc số sàn các bạn ạ. Số sàn đời 2019, có giá là 299 triệu. Giá rất là hợp lý. Tuy nhiên thì là tôi đang đi tìm số tự động cho bạn tôi, thì thôi có lẽ chúng ta xem con này lần sau vậy. Vâng, cũng một vài mẫu i10 cũng rất là hợp lý đấy, đâm ra lại phân vân không biết lựa chọn xe nào. Thế các bạn đi tìm xe cùng tôi từ đầu chương trình đến giờ, không biết nếu mà các bạn có 350 triệu các bạn sẽ lựa chọn xe gì? Hãy trao đổi với tôi để chúng ta cùng tìm xem chiếc xe nào là phù hợp với mình nhất nhé. Hãy liên hệ với số hotline bên dưới hoặc để lại comment, chúng ta cùng trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.